Cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi. Anh em nhớ đăng ký và bật chuông thông báo để ủng hộ kênh YouTube 16m50 trong thời gian sắp tới nha. Xin cảm ơn rất nhiều. Bản tin bóng đá ngày 13 tháng 11. Lionel Messi là cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử. Cùng với Cristiano Ronaldo, Lionel Messi đã thống trị các danh hiệu cá nhân trong một thập kỷ qua. Mỗi người đã có cho mình 5 quả bóng vàng trong thời gian đó. Những cuộc tranh luận giữa Messi và Ronaldo ai hơn ai đang diễn ra. Nhưng với Ilkay Gundogan, tiền đạo người Argentina là người vĩ đại nhất anh từng thấy. Lionel Messi là cầu thủ hay nhất thế giới. Anh nói, theo tôi, anh ấy có những khả năng rất đặc biệt. Anh ấy có tài năng và anh ấy luôn thể hiện điều đó ở trên sân. Anh ấy luôn có bản năng để đưa ra quyết định đúng đắn. Anh ấy sử dụng tốc độ của mình trước các đối thủ từng đối mặt. Anh ấy có khả năng kết thúc mạnh mẽ. Tất cả tập hợp trong một, không ai có chất lượng như Lionel Messi. Đó là cầu thủ ngôi sao của thế hệ tôi và là cầu thủ bóng đá vĩ đại nhất mọi thời đại. Tôi hy vọng chúng ta sẽ được xem anh ấy chơi bóng thêm vài năm nữa. Rodrigo muốn gắn bó với câu lạc bộ Real Madrid. Rodrigo Goriz gia nhập câu lạc bộ Real Madrid từ câu lạc bộ Santos với giá 45 triệu euro mùa hè 2019. Sau khi những Luka Vázquez, Vinicius Junior thể hiện phong độ lằng nhằng, còn Gareth Bale liên tục chấn thương, cầu thủ trẻ 18 tuổi đã được huấn luyện viên Zinedine Zidane dùng nhiều hơn. Rodrigo tuyên bố muốn tận hưởng thời gian của mình ở thủ đô Tây Ban Nha và dù chỉ vài tháng, anh đã muốn gắn bó lâu dài với câu lạc bộ chủ quản. Tuyển thủ người Brazil nói với tờ AS của Tây Ban Nha: "Tôi thật sự hài lòng với cách bắt đầu ở Real Madrid, không thể nào tốt hơn nữa. Mọi thứ đã diễn ra rất tốt, mọi thứ đã tiến triển thậm chí nhanh hơn tôi mong đợi và tôi hy vọng có thể tiếp tục sống với những điều tuyệt vời. Tôi không quá vất vả trong thích nghi khi những người Brazil khác tại đây đã hỗ trợ tôi nhiệt tình tại một quốc gia khác. Thành phố Madrid thật tuyệt vời và tôi có tình cảm lớn. Khí hậu, cách sống, nó gợi cho tôi một chút về Sao Paulo. Nếu tôi có thể, tôi sẽ ở đây mãi mãi." Sao trẻ Tahith Chong quyết dứt áo Man United ra đi? Tahith Chong trưởng thành từ lò đào tạo của câu lạc bộ Feyenoord. Năm 2016, anh gia nhập học viện của Man United và được đánh giá rất cao. Trong vòng 2 năm trở lại đây, Tahith Chong thường xuyên được lên đội 1. Tuy vậy, tài năng 19 tuổi người Hà Lan đã có rất ít cơ hội ra sân thi đấu. Chính vì lý do này, Tahith Chong quyết định không gia hạn hợp đồng với câu lạc bộ Man United như những người đồng đội trẻ khác, bao gồm Mason Greenwood. Ngoài ra, nguồn tin của Casio Mercato cho biết, Tahith Chong đã nhận được lời mời hấp dẫn từ câu lạc bộ Juventus. Nếu không có gì thay đổi, anh sẽ chuyển đến Turin theo dạng chuyển nhượng tự do vào mùa hè tới. Ở thời điểm chia tay Feyenoord, Tahith Chong từng nói: "Tôi ra đi vì không có kế hoạch nào dành cho tôi ở đây. Khi tôi nói quyết định của mình, họ mới bắt đầu tạo kế hoạch. Lúc đó mọi chuyện đã quá muộn." Tình cảnh của Tahith Chong ở Old Trafford hiện tại gần giống như vậy. Trong thực tế, Tahith Chong đã có 4 lần ra sân của câu lạc bộ Man United ở mùa này, trong đó có 2 trận đá chính ở Carabao Cup và Europa League, nhưng không để lại dấu ấn nào đáng kể. Câu lạc bộ Arsenal chi ra 72 triệu bảng cho Pepe là vô nghĩa. Huấn luyện viên Unai Emery đã trọng dụng Pepe thay vì công thần Mesut Ozil, còn khiến nội bộ của câu lạc bộ Arsenal bất ổn. Về phần cựu danh thủ Charlie Nicholas, ông cũng đặt ra câu hỏi trên Sky Sports về thể hiện của Arsenal và Pepe. Có phải Unai Emery đã làm tốt tại Arsenal hơn Arsène Wenger đã ra đi? Không, mọi thứ chắc chắn sẽ trở nên tồi tệ hơn, nhưng Unai Emery đã không đổ lỗi cho tất cả. Những sai lầm khác đã được thực hiện trong thời gian qua. Khả năng phòng ngự của câu lạc bộ Arsenal đã trở nên tồi tệ hơn và số tiền bỏ ra trong mùa hè vừa qua không giúp ích một chút nào. Nicolas Pepe đang vật lộn để đáp ứng với sự kỳ vọng với mức giá 72 triệu bảng, một kỷ lục của câu lạc bộ. Tôi đã từng nói với Pepe là một thương vụ mạo hiểm, nhất là khi Arsenal chi ra từng đó tiền. Pepe có tiềm năng lớn nhưng không phải là người tôi nghĩ họ nên chiêu mộ. Arsenal đã chi ra 72 triệu bảng cho một cầu thủ tiềm năng trong tương lai, dù đã có Bukayo Saka, Nelson và Martinelli, điều đó thật lạ. Cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi. Anh em nhớ đăng ký và bật chuông thông báo để ủng hộ kênh YouTube 16m50 trong thời gian sắp tới nha. Xin cảm ơn rất nhiều.